Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt trên đường Tân Kỳ, Tân Quý các bạn. Hôm nay là chiều mùng 9 Tết ở Sài Gòn các bạn ơi. Và ngày mai chính là ngày mùng 10, cũng là ngày thần tài. Một cái ngày mà rất là đặc biệt ở Sài Gòn các bạn ạ. Mọi người thường chọn ngày mùng 10 là để cúng khai trương, cũng như ngày mùng 10 là ngày vía thần tài các bạn ơi. Thì đường Tân Kỳ, Tân Quý là một trong những con đường rất là nổi tiếng với món cá lóc nướng. Một cái món rất là đặc biệt để mọi người mua trong ngày mùng 10, ngày vía thần tài các bạn ạ. Chính vì vậy mà hôm nay chiều mùng 9 mình cùng với tất cả các bạn tới đây để xem là phố cá lóc nướng ở trên đường Tân Kỳ, Tân Quý trong cái ngày mùng 9 sẽ chuẩn bị nhiều như nào cho ngày mai nhé bạn. Xin chào bạn Diễm. Xin chào cả nhà nha. Hiện tại thì Diễm đang có mặt trên đường Tân Kỳ, Tân Quý. Có lẽ là nếu mà nói về ngày vía thần tài thì cái con đường này là cái con đường nó quá nổi tiếng rồi. Nổi tiếng là vì sao? Vì tầm khoảng ngày mùng 9 thôi là đi ngang đường này là trời khói nghi ngút. Mùi thơm của nướng cá lóc đó các bạn rất là đặc trưng luôn. Và năm nào cũng vậy, cứ đến ngày vía thần tài mùng 9, mùng 10 là cái con đường này rất là tấp nập luôn. Ngày hôm nay thì với những bài đặc biệt là với những ai mà kinh doanh ấy thì họ rất là coi trọng cái ngày này. Và Diễm thì hôm nay sẽ đi giới thiệu với các bạn cũng như là tranh thủ mình cũng mua cá lóc về để cúng ở cái cửa hàng của mình nữa. Thì ngay từ đầu đường Tân Kỳ, Tân Quý thì các bạn đã gặp rất là nhiều tiệm nướng cá lóc rồi. Tuy nhiên cái đoạn mà từ đường Trường Chinh này tới ngã ba đường Lê Trọng Tấn là cái đoạn mà có nhiều tiệm cá lóc nướng nhất. Thì ngay đường trước đây các bạn có thể thấy là một cái tiệm đang nướng này. Ngày mai mới là ngày bán chính nhưng mà hôm nay nướng rất là nhiều rồi. Mình sẽ cùng tìm hiểu, tại vì các bạn biết không, có khi là người ta sẽ nướng từ chiều ngày mai là nướng xuyên đêm luôn. Và ngày mai á, buổi sáng ngày mai là chắc chắn một điều là bạn chỉ cần xếp hàng mới có thể mua được. Đúng rồi, cực kỳ đông luôn. Bây giờ mình đi vào mình khám phá nha. Xin chào cô. Nhà mình hôm nay là nướng trước nhiều không cô? Mình cũng phải chuẩn bị nướng chứ con. Khoảng bao nhiêu con cô? Thì nói chung lại thì nếu mà so với mọi năm á, thì năm nay dịch á, thì chưa biết nó như thế nào. Nhưng mình phải chuẩn bị cho nó đầy đủ. Nhưng mà mình có dự tính là nhiều hơn hay ít hơn không cô? Nó chắc có lẽ phải là ít hơn thôi cô. Ít hơn hả cô? Đúng rồi, tại vì là nó bị khủng hoảng chung. Dạ. Chắc là cô cũng dự đoán là năm nay do là khó khăn kinh tế nên mọi người sẽ mua ít. Đúng rồi. Tuy nhiên là con nghĩ là một con cá lóc nó cũng không phải là quá nhiều tiền nên mọi người cũng sẽ cố gắng mua rồi, để cúng trong rồi. Ngày vía thần tài. Đúng rồi. Thì hôm nay là mình chuẩn bị khoảng bao nhiêu con cô? Chắc cũng phải trên dưới 4.000 con. Trên dưới 4.000 con. Dạ. Tiệm của cô là tiệm Cúc Bụi đúng không cô? Dạ đúng rồi. Một trong những tiệm rất là nổi tiếng ở cái con đường này luôn. Dạ, nó đúng ra là vì cô là người bán đầu tiên ở đường Tân Kỳ, Tân Quý này là đầu tiên. Và nói chung là thành phố Hồ Chí Minh này là cô mời bác không? Dạ, cô là một trong những người bán đầu tiên luôn các bạn ạ. Cũng trùng hợp hát mình mở đầu cho cái con phố cá lóc lại gặp ngay cô luôn. Đúng rồi. 140, 160, 170 có rau bún đầy đủ hết chứ chị. Đúng, đây là cái mùi cá lóc nướng rất là thơm đúng không ạ? Bạn Diễm nướng luôn à? Hôm nay là nguyên của cô luôn. Như con này là bao nhiêu tiền cô? Nếu mà con to như vậy là 170 con. 170. Còn cái con nhỏ nhất là bao nhiêu cô? Tâm tư là đang nướng đây. Nhưng mà hôm nay ở cửa hàng của cô là Diễm thấy là cô nướng cá lóc to nhiều. Cô thấy ít cá nhỏ. Nó đủ sao sao đó con. Nhưng một con này là nướng khoảng bao lâu là chín cô ha? Nó khoảng 20 đến 30 phút ạ. 20 đến 30 phút rồi cô. Tối nay có nướng xuyên đêm không cô? Chắc có lẽ phải nướng xuyên đêm đó chị. Có kịp bán không? Nướng xuyên đêm luôn. Năm ngoái mình có nướng xuyên đêm không cô? Năm nào cũng vậy. Thường thường các cái tiệm lớn ở đây đều phải nướng xuyên đêm mới đủ. Đúng rồi. Mà năm ngoái là bán có đủ không hay là thiếu cô? Nói chung là năm ngoái cô hết sớm. Năm ngoái hết sớm. Con chúc cô năm nay cũng hết sớm hơn năm ngoái. Chúc cô nè, 11 giờ trưa mai là hết hàng luôn. Sớm hơn vài tiếng về nghỉ. Đấy. Cảm ơn hai con. Dạ. Nhưng mà cô thấy là từ cô là cái người mà gọi là cô nói là cô là người đầu tiên, một những người đầu tiên để bán ở đây á. Thì bao nhiêu năm qua là cô thấy cái con đường này nó như thế nào, đặc biệt là trong cái ngày vía thần tài cô? Nói chung lại đó là đặc biệt nhất hồi xưa là cô bán như vậy là được gần 22 năm. Ở này luôn hả cô? Đường Tân Kỳ, Tân Quý này 22 năm. Nói về mặt tâm linh đó là các cụ và ở trong miền Nam mình á. Dạ. Đúng ra cái lóc nướng này là cô là của miền Tây nhưng mà thực tế là cô học từ miền Bắc vào. Hôm nay cô nói cô mới biết đấy. Cô học từ ngoài Bắc vào thì nó đúng ra ngoài Bắc mình là ăn tưng bừng. Nhưng mà bây giờ á, là cô vào Sài Gòn Nam, tại bố mẹ cô người Bắc. Dạ. Sinh cô trong Nam. Thế là cô mới vào đây cô làm mắm nêm. Nếu mà nói về miền Bắc mình á là ăn tưng bừng. Dạ. Vì hồi xưa là đường này người ta bán gà sống. Dạ. Là cô là người bán gà sống. Sau năm 2000 cúm gà thì cô lại chuyển qua bán cá lóc nữa. Dạ. Là vì cô về quê của bố cô chơi thì tình cờ cô lên Lào Cai chơi. Lên Lào Cai hả cô? Cô lên Lào Cai chơi thì thấy cụ đang nướng, cụ là người Khơ Mông, cụ nướng cá lóc.
cô mới thấy hợp tình hợp lý. Thì cụ mới mới về đó là tôi mới bảo rằng là thôi anh ơi, bây giờ mình thất nghiệp thì thôi giờ mình bán cá lóc nướng đi. Cá móng lạ thì thịt với thịt thì người ta ăn cũng riết rồi, nó cũng ngán rồi, thôi giờ mình chuyển qua bán cá lóc nướng cho nó lạ. Thế là cô mới bảo nói rằng là trong Nam người ta thích ăn mắm nem, thì cô mới chuyển qua làm mắm nem. Cái từ đó đổ đi đến giờ là cô nó lại trời thương á, là cô bán được mầm, thế là mọi người đều ra hết. Vậy là bây giờ là mình đã có cái mặt bằng chính thức nào chưa hay là có chỗ này thôi cô? Nói chung là nếu mà nói về mặt bằng chính thức là ở ngay cái trụ điện sắt đằng kia, ngay cái cột điện đó đúng không? Đúng rồi. Là bên đó là ai bán cô? Là con rể cô. Con rể. Tồn tại chỗ đó là đúng 22 năm. Nói về mặt tâm linh thì dân gian mình á, ăn làm ăn khấm khá thì nhờ cũng là ông thần tài rơi xuống vào nhà mình mà chúng tôi làm người tất nhiên. Dạ. Cho nên người ta cứ lấy là một người tất nhiên là biết ông. Biết ông. Với lại cả mua vàng nữa đấy. Cái món cá lóc theo con biết là cái món ưa thích của ông, món khoái khẩu của ông thần tài đấy. Đấy. Nó xin lỗi là con cá nó há mồm to, nó chỉ bút vào thôi. Còn nó ra rỉ. Cô đó là theo cô nghĩ là con đấy. Cá nó há mồm to tức là con cá nó lấy tài lộc, lấy tiền bạc đá quý vào nhà. Đúng. Và nó sẽ ra rỉ, nó cũng giống như là con tùy hung. Gọi là tiền vào như nước mà tiền ra thì tóc tách như ly cà phê đấy. Đúng. Rồi, hôm nay là thật sự là con rất là may tại vì vừa khởi đầu cho một cái video giới thiệu về cá lóc ngày thần tài thì gặp ngay cô và cô đã cho mình rất là nhiều cái câu chuyện hay. Mình sẽ còn đi khám phá thêm về con đường này nhưng mà mình sẽ đặt hai con cá lóc to nhất ở đây để mà con tính tiền luôn và một xíu con sẽ quay lại con lấy. Rồi, bây giờ con sẽ lựa hai con. Nếu con to là 170, con bé là 140, 170. Mình lấy con to nhất luôn. Dạ con 170 là 340 tính 350 cho tròn luôn. Lấy hai con này luôn. Wow, hai con lớn nhất là 170 một con đấy. Bạn thấy mùi thơm không? Quá thơm luôn các bạn ơi. Giờ đói bụng bụng đang còn cào này. Ở đây là mua cá lóc là sẽ cho cả bánh tráng nè, bún nè, rau sống đầy đủ luôn. Cô gửi lại cho tụi con là mình tham khảo. Con cảm ơn cô nhiều nha. Con uống đi trà. Hai con. Rồi, cảm ơn cô. Nói chung cô cũng chúc cho hai con một năm mới giàu giàu sức khỏe. Làm ăn phát tài rất vui lần năm mới. Ồ. Cảm ơn cô nha. Đặc biệt là tiền sẽ vào như là cô đã theo tâm linh là con cá lóc mà cô bán. Cảm ơn cô nhiều, chúc cô là năm nay bán nhanh hết nha. Vậy thì cho con gửi hai con cá một xíu không lấy Rồi, con chào cô. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi thẳng xuống con đường này nha các bạn, để mình khám phá thêm những tiệm khác nữa. Ngày hôm nay thì nướng rất là nhiều và đông vui trên con đường này. Phải nói là một sự khởi đầu nó mang cho mình rất là nhiều cảm hứng luôn. Bây giờ thì ở đây là còn rất là nhiều chỗ bán. Có những nơi là bình thường người ta không bán, nhưng mà người ta tranh thủ cái ngày vía thần tài này, người ta ra tranh thủ bán này các bạn ạ. Thấy chưa anh? Cô nói là cái tiệm bên cây cột điện là đây này. Là con rể của cô bán đấy. Và đây là cái mặt bằng gọi là lớn và chính gốc đầu tiên. Quá trời nhiều luôn á. Cái này mình nướng bao lâu rồi anh? Dạ, gần 1 tiếng đồng hồ. Gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Dạ. Sắp chín rồi ha. Cái này chắc là nướng cả ngày hôm nay để dành bán từ từ á, tìm chứ. Một con cá là cỡ tiếng đồng hồ luôn các bạn ạ. Đây này, họ phải nướng sẵn như này thì mới kịp đúng không ạ? Ngày mai các bạn mua thì người ta chỉ làm nóng lại thôi. Cái cây này là cây mía nha các bạn. Gọi là cá lóc nướng mía đấy. Quá nhiều luôn bạn Diễm à. Chỗ này chắc phải cả ngàn con rồi. Hôm nay một ngày mà anh hôm nay là dự kiến là 4.000 mấy đó các bạn. Đây, một con cá. Cá nhìn rất là đẹp nè. Nướng vậy xong nha, khi nào mà khách đặt lại là người ta sẽ để lên cho nóng xong rồi bắt đầu quấn giấy lại mới mang về chứ phải vậy là xong đâu các bạn. Đấy, nướng rất là vàng đẹp không có bị cháy đâu các bạn ơi. Con cá nặng tay ghê luôn á. Con cá này chắc phải gần ký á. Bên này này. Chắc là nướng từ sáng rồi á, bây giờ là 3 giờ chiều các bạn ạ. Nguyên một cái tầng này luôn. Nhưng mà cái không khí rất là nhộn nhịp các bạn ạ. Nói chung là đi mấy ngày này mình cảm thấy rất là phấn khởi luôn. Hôm nay là Diễm sẽ đi khám phá cá lóc, mua cá lóc về cúng. Sau ngày mai mình sẽ đi mua vàng ngày vía ngày thần tài. Dạ tầm 1 ký, có con hơn 1 ký. Như con này đã vô ký tư rồi nè. 1 ký tư con này rồi. Dạ. Là những con lớn là giá 170 đó các bạn. Dạ.
như ngày này là cá 180-200 có. À, có con hơn chút. Vừa mua bên con có bán cho mấy con luôn. Mua hai con. Qua bên này thì có những con cá nó to hơn nữa các bạn. To hơn này nó sẽ lên giá hơn xíu. Thường thường những ngày thần tài như này thì mình chọn những con cá lóc to nhất, đẹp nhất đúng không anh? Dạ đúng rồi. Đôi khi là phải đặt trước nữa. Cái phần nướng cái này là đừng để bị cháy đuôi. Dạ. Tại vì cái ngày cúng á. Nhưng mà sao mình tha muối lên là không dùng gì hết hả? Dạ, để khỏi nó bị cháy nhiều. À, bí quyết đấy các bạn ạ. Đây là muối nè. À, chia cái da là có muối hả anh? Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Nãy giờ em tưởng đâu là cái nhớt của con cá. Không, muối. Cái này là muối luôn à? Dạ. Có thêm cái công dụng nữa là nhiều khi làm sạch đấy. Làm sạch da cá luôn. À, đây là người ta đã gọi là giống như là trộn với muối để người ta rửa và người ta ướp luôn. Mấy ngày này là chị về là bể dặn hết. À, về là mình. Anh bảo là mấy ngày này xong bán xong về bể dặn hết. À, nói nhiều quá đúng không anh? Nhưng mà lúc nào dự kiến là sẽ đông khách cho cái tháng như bình thường hết. Dạ, khoảng bắt đầu từ ngày mai là khoảng 7 giờ sáng ngày mùng 10 là bắt đầu khách nghẹt đường. Cái này là cá vừa mới bỏ lên nha các bạn. Nướng qua nhiều công đoạn lắm. Khoảng bao lâu mình mới đưa qua bên kia anh? Cái này phải nướng cho hai mặt hông. Rồi sau đó là mặt lưng mặt bụng để lâu tí xíu nữa mới được. Dạ. À, chị này tên Diễm, còn anh em không nhớ nhưng mà quay ở 54 Tân Sơn Nhì là có. Đúng rồi. Kênh Phạm Dũng. Anh không nhớ mình luôn các bạn, anh nhớ bạn Diễm thôi. Mang lên kênh Phạm Dũng coi nha. Thầy Diễm, nghe tên Diễm con quen đó. Nghe con quen đúng không? Bây giờ nó sẽ nóng cứng lại đúng không? Chỉ nướng vậy thôi, xíu nữa là cạo mặt kia trước xong mới lật mặt. À. Những con cá như này là sắp chín rồi các bạn này. Than đang nóng rực luôn. Nướng xong mai về đau cơ luôn. Không cần tập tạ. Đau cơ đau họng luôn. Không cần tập tạ luôn. Nhưng mà một năm có một cái ngày như này rất là vui anh nhỉ. Dạ. Giống như là một cái ngày hội vậy. Này mình cạo khoảng bao nhiêu lần là được anh? 4 mặt là được. 4 mặt. Chứ còn có nhiều người họ lại đây họ mua họ sợ cá chết. À. Nhưng mà thật ra là cá sống 100% luôn. Dạ. Dạ. Nhưng mà nhà nói chung thì nhà cũng có uy tín từ lâu lắm rồi. Cá chết ăn vô là biết cái thịt nó liền nó bị bở với nó bị hôi liền. Ồ, bên trong đang chuẩn bị rau kìa. Tâm vui quá. Mà cá to lắm các bạn. Nhìn nướng nhìn vui mà Diễm à. Có nướng xuyên đêm không anh? Dạ, xuyên đêm nha chị. Ồ, nhìn bếp than này mà nóng ghê ha. Đây là gần chín nha. Dạ, gần nè. Ở đây á, cũng tiện nào là đêm cũng làm cả đêm hết á. Làm cả đêm để sáng mai kịp bán. Năm có một ngày. Còn mấy tháng mùng 10 thì cũng bán được nhưng mà bán không có bằng. Dạ. Bình thường thì mình bán lai dai thôi. Đúng rồi. Có một cái ngày này là ngày đột biến nhất. Tối nay là chắc cả nhà có cái gì. Thức luôn, nướng tới sáng luôn mới kịp bán. Nướng cả đêm luôn. Nướng cả đêm luôn, bây giờ là đã nướng rồi đó. Đấy, như cái này là chị đã nướng sẵn hết rồi này. Nướng sẵn, ngày mai mình chỉ việc bán thôi. Chứ mai là mình nướng không có kịp. Dạ. Đấy, các bạn thấy là cả nhà đang chuẩn bị rau này rồi nước chấm này. Chấm với mắm nêm nhé các bạn. Đặc biệt là rau thì chuẩn bị rất là nhiều. Nên là cả nhà ra làm luôn, rất là đông vui. Y như là ngày Tết mình làm bánh vậy các bạn. Cái tiệm này là tiệm cá lóc nướng mía chung. Một cái tiệm rất là lớn ở trên con đường này và năm nào mình cũng quay. Khủng khiếp thật các bạn ơi. Đây là rau sống rồi anh. Cái này mình chan kèm với cá lóc các bạn ạ. Hôm nay là mọi người cũng đã mua cúng lai dai rồi, ngày mai mới là ngày cúng chính.
Này là rau cần này. Dạ, cần nước. Cần nước. Này sắp chín rồi anh ha. Dạ. 3 phút mới chín rồi. Những cá ngon quá. Chờ khoảng trong vòng cả 5 phút chưa được 10 phút. Nhưng mà anh nhớ em không? Ok nhá. À, Phạm Dũng. Dạ đúng rồi. Ok. Chúc anh nha, năm nay sẽ bán hết hàng sớm nha anh. Rồi, cảm ơn em nhiều anh. Nhận. Số lượng có tăng lên không anh? Chắc có lẽ là mình không dám tăng. Vậy là khoảng bao nhiêu con anh? Thì ước lượng mình tính chắc có thể giảm khoảng cỡ 20%. 20%. Số lượng con ấy anh. Năm nay là khoảng bao nhiêu con anh nhỉ? Năm nay cỡ gần 3.000. Gần 3.000. Ừ. 2.000 mấy á. 2.000 mấy thôi. Tại vì năm nay là đúng như là mình mua dịch mà mình cũng sợ mọi người mua ít đúng không anh? Đúng rồi, mình cũng ngừa trước chứ để mình làm ra mà bán không hết chứ là bởi mình sợ. Nhưng mà em nghĩ là mọi người cũng sẽ dám mua con cá để cúng ngày thần tài. Cũng chắc có lẽ là như vậy nhưng mà mình phải thủ trước em. À. Nói chung nhưng là mà ăn như là khách tăng đột biến thì mình có nhập thêm được không? Cái đó thì mình cũng có dự trữ đó mà không biết rồi mình cũng mong sao mà nó suôn sẻ hết rồi mình có thể nhập về được nữa. Dạ. Hy vọng là mọi người sẽ tới mua thật là nhiều như năm ngoái, thậm chí là mua nhiều hơn. Không đúng, tại vì cái này ngoài cúng mà mình còn ăn được nữa mà. Đúng rồi. Cúng xong thì mình cuốn bánh tráng mình ăn luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Nhà mình còn cần người phụ nướng không ạ? À? Còn thuê người phụ nướng không ạ? Em nướng là gì? Ai với em là anh thuê. Nhưng mà mấy ngày đầu thì tụi mình đi vui như Tết các bạn. Cái này là anh kéo vô. Ồ, cá to quá anh ạ. Năm nay cá hơi to năm ngoái em. Cá năm nay đúng là to hơn năm ngoái thật. Giá thì nó hơi dao động hơn một xíu là có mấy cá bự là anh bán 200 thôi chứ còn cũng tầm 780 như một lần. Ở đây là có con bự là 200 ngàn luôn á. À, có nào là 200 ngàn đây? 200 ngàn là cỡ như vậy. Như vậy. Đây. Ở đây là như này. Cỡ như 1,5 kg. Mình là làm nhân giả thôi, bình thường thôi. Quan trọng là cái khâu tươi. Rau sạch, nước chấm ngon. Ok. Chính xác luôn. Anh là nào giờ là vậy. Quá uy tín rồi. À, theo em biết thì tiệm mình là tiệm lớn nhất ở trên con đường này luôn á, năm nào cũng vậy, bán nhiều nhất. Đó, em thấy em nướng nè, nhìn là sơ là biết đâu một rồi. Đây, còn 200 cỡ như vậy, thì lại là 200. Cái này là 200 đây. Đúng rồi, cỡ ký rưỡi. Em học nghề với. Đi vô thay đồ ra nướng cá đi anh. Mặc đồ đi nướng luôn anh. À vậy đó hả? Hôm nay mặc đồ đen là để đi nướng cá mà. Mình mua con 200 để ngồi những nướng tự tay nướng ăn luôn các bạn. Dạ ok. Thư là mình được quyền làm lại được. Thư có nào thì cũng trả tiền có đó thôi mà chứ mà. Đúng rồi. Mình chơi thiệt làm thiệt mà. Và trả tiền cũng thiệt. Đúng rồi. Không? Làm không? Ủa là ngày hôm nay là bắt đầu mình nướng nhiều là từ sáng sớm tới giờ đúng không anh? Anh nướng lúc 2 giờ sáng. 2 giờ sáng nay. Tại vì biết sao? Tại vì có những người khách người ta hỏi ngày mùng 9 người ta cúng trước á, có những người ta mua sẵn để ngày mai ta đi làm việc ta không được, ta ngày mai ta về ta cúng. Cho nên anh phải nướng thiệt sớm để cái số lượng đó là anh bán ngày hôm nay. Rồi từ trưa nay là có thể mình thủ cho tới ngày mai là mình làm xuyên đêm là để em ta... không biết là anh thủ làm sao nhưng mà năm rồi là em xếp hàng em chờ hơi bị lâu mới mua được con cá của bên anh luôn á. À đúng rồi. Dạ. Cảm ơn em. Bán mai là đông lắm các bạn ạ. Con này là chín chưa? Chưa đâu, cái đó mới có ơi. Một bên thôi. Con này là ăn cái phần bụng hơi bị béo luôn á. Mới lên cỡ 5 phút hơn hả? À. Một con mà để chín là cái tổ tiếng anh hả? À, cỡ 40 phút, 5 phút em. Vừa mày nóng vừa khói à, mấy anh mà nói là rất là chịu khó luôn. Lấy tiền người ta đâu dễ đâu em. Đúng rồi. Việc làm là phải chấp nhận thôi. Mà được một năm mới có ngày này vui anh ha? Đúng rồi. Cả những mình vui người ta cúng cũng vui nữa. Dạ, mong sao cho nó bình an rồi làm ăn gặp nhiều may mắn nữa. Mà đặc biệt là nướng ở đây các anh cực nhưng mà nướng mình mua được cái con cá ngon các bạn. Mình mua về mình cúng mình ăn mình cũng cảm thấy vui nữa. Con cá ngon ghê. Của Diễm là con này nha các bạn. Con 200 á. Con này 200 đúng không anh? Đúng rồi.
mình đứng đây mình canh canh hồi anh bớt anh lấy 190. Cá năm nay rất là đẹp luôn, hy vọng là mọi người mua những con cá này để cúng cho ngày thần tài thì sẽ gặp may mắn. Chú mua con bao nhiêu vậy anh? 200. Cá năm nay nó hơi to quá. Ngày hôm nay các bạn đi mua còn dễ nha các bạn, nhưng mà ngày mai ấy, đi mua được con cá là cực kỳ khó luôn. Ngày mai còn phải chờ này, đôi khi là không có mua được con cá ưng ý nữa các bạn. Hôm nay là mình có thời gian để mình lựa, mình nhìn, mình ngắm để mình chọn con ưng ý nhất. Vật mà năm nào mình cũng gặp đây này, nãy giờ bạn thấy mình bận, bạn bận quá nên là mình không có gọi. Bạn Diễm là đầu bù tóc rối luôn rồi. Hôm nay bắt tài chưa chị? Em chào anh nha. Nãy giờ là không thấy anh ở đâu vậy? Nãy giờ em ở trong kia. À, gọi là hậu trường các bạn chuẩn bị rau đúng không? Dạ. Thấy khu gọi là ở đây là chỗ nhiều nhất luôn các bạn ạ. Chỗ nhà mình là nướng nhiều bếp nhất luôn đấy. Năm nay làm sao để tháng mai người ta đỡ đợi nha, chứ năm nay là mọi người khách hàng chờ rất là lâu. Cái đó chịu thôi chị ơi, chứ giờ em bán 7-8 năm, năm nào cũng phải đợi. Năm nào cũng phải chờ. Nhưng mà đợt này có nhiều cá to ghê, ở đây là... Năm nay em lấy cá to. Có những con mà ở đây nãy giờ Diễm đi quan sát thì ở đây là có con to nhất, là 200 ngàn đó các bạn. Năm nay cá to lắm mà, còn năm ngoái cá to lấy 3 rồi. Năm nay em lấy ký 6 là to lắm. Ký 6 là to lắm rồi. Rồi. Thường cá lóc nó khoảng trên dưới 1 ký là rất là bự rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà yên tâm cá em vẫn nướng chín nha. Chưa to nhưng vẫn chín nha các bạn. Không ăn chín cái là khách về người ta bắn vốn mình liền à. Dạ đúng rồi, ngày cúng mà. Cái đầu tiên là phải nướng kỹ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cá tươi các bạn ạ. Chắc chắn là tiệm nào cá tươi nên là các bạn yên tâm. Thật sự là phải nói là các bạn nhiều khi là đi mua cái ngày này thì thấy là mình cũng không có trả giá này kia các bạn. Tại vì thật sự là mình ở đây mình coi nướng mình thấy là để có được cái con cá các bạn cúng á, nó vất vả cực kỳ luôn, nắng nóng này, lửa này rồi phải rất là nhiều khâu chuẩn bị. Mà Diễm chỉ đứng bên ngoài thôi mà nó nắng rất là gắt luôn mà không dám che dù các bạn biết, tại vì che dù cái khói nó sẽ giữ lại trong này, phải mở ra thì nó mới thoáng, nó mới bay khói được. Cho nên là Diễm nghĩ là cứ nhanh gọn lẹ tới là mình tùy theo cái mức giá mình cần là mình mua thôi cho nhanh, đừng trả giá các bạn thấy. Cái cá này là vừa mới để lên nhé các bạn, để chín được một con cá này khoảng 1 tiếng là các bạn, nướng rất là lâu và kỹ. Khoét dầu rồi chú, khoét dầu cho nó con cá nó không dính vô vỉ à. Tại mình cạo cái vảy nó hết rồi, bây giờ nó còn vô cái da đó. Dạ. Đấy, lần đầu tiên mình để lên là nó đang còn cái vảy này, cái mình không vảy có khoét, nó không có dính vô vỉ. Rồi xong rồi mình đập hết vảy nó rồi, giờ nó vô cái da cá đó, mình không quét rồi nó dính vô vỉ, nó rách cái da cá không có đẹp, người ta không có chịu cúng. Quan trọng là phải đẹp con cá. Đúng rồi. Chín kỹ các bạn. Vừa chín mà phải đẹp nữa. Đồ cúng là người ta làm cẩn thận và có tâm lắm các bạn. Đúng rồi. Đây các bạn, nhiều con cá là các bạn thấy rồi. Cá này mà ăn tại chỗ cái da nó rất là giòn. Dạ. Như bánh tráng á. Đập chết rồi, nó chết rồi mà. À, đây con này là của chị
mua cá lóc rồi. Mua ngay từ lúc mới đặt lên bếp mà. Con này là to nhất rồi. 400 nha. Dạ. Quảng cáo được. Là bếp dầu lên anh ha. Đúng rồi, chứ không thôi nó dính vô dĩ nướng. Con này anh phát nhiều nhiều em xíu. Thêm dầu à? Nói chứ nhiều quá nó cũng là bị mềm cái thịt đúng không? Không em, tại vì nó ở ngoài da không, mình nướng nó bốc khói hết rồi. Điểm giá bộ đập đập vậy thôi nhưng mà anh cạo bẫy hết rồi. Không, cạo tới 4-5 lần mới hết em ơi. Mỗi lần như vậy là gần chín chưa anh? Gần chín rồi đó. Còn lật 4 lần nữa. Lật đủ kiểu rồi mới chín được. Phải có dầu mới ngon. Không có dầu là thua. Thua. Cái gì phải nêm ném một miếng vô nó mới ngon nha. Em mà nướng con cá nó không có dầu là nó có độ vàng nó không có, nó không có xe không bao giờ có được. Hôm nay là chắc hiểu là người nhà mình có bao nhiêu rồi huy động nó hết anh ha. Thì năm nào cũng vậy thôi, huy động anh có em. Ở ngoài không anh? Không em. Gia đình không à. Không, anh em thì con cháu. Dạ, em mất lượt rồi các bạn. Anh không thuê người ngoài. Nói chung thì mình không có đủ khả năng thuê chứ không phải là mà đâu. Thôi có trong nhà nó vui. Lâu được một ngày này. Đúng rồi. Anh em thường hồn tại với mấy ngày Tết, mấy ngày Tết không gặp. Đi làm ăn ở xa thì cũng như vợ với quê lên đây phụ vậy đó. Dạ. Hay là có ai đợt này là từ dưới quê lên không anh? Nhiều, năm nào cũng vậy. Chứ năm nào cũng vậy, anh em ở dưới quê thấy vậy lên để giúp đỡ anh chị em vậy đó, vừa làm vừa vui mà nó vừa mỗi năm có một ngày mà. Đúng rồi. Mong tới ngày đó để lên đi vui. Thật sự là ngày hôm nay là Diễm không cần phải xịt nước hoa các bạn ạ. À. Nhưng mà người Diễm rất là thơm luôn. Vừa thơm mùi cá lóc nướng. Chính xác. À, Diễm đang có mặt ở cửa hàng này là cửa hàng cá lóc nướng Chung ở 44 Tân Kỳ Tân Quý. Thì mình đã đặt mua hai con ở cửa hàng đầu tiên của cô Bụi để cúng trong buổi chiều ngày hôm nay. Và sau đó thì đến đây thì là một cái cửa hàng quen. Nên là Diễm đã nhờ cho mình xin một cái bàn để có thể là ngồi đây thưởng thức một con cá lóc siêu to khổng lồ trị giá 200.000. Đúng rồi, bây giờ là mình là khách duy nhất có được một cái bàn ăn trong 2 ngày, ngày mùng 9 và ngày mùng 10 các bạn. Ở đây là bình thường có bán ăn tại chỗ nhưng mà riêng 2 ngày này thì không. Đúng rồi, cho nên là mình nhờ bạn Chung sắp xếp giùm đó, có cái bàn ở bên trong rồi kìa. Rồi, bây giờ mình vào bên trong để thưởng thức nha các bạn. Mình đi quay thì mình phải review thì các bạn mới biết được hương vị như nào. Quá thơm luôn. Đây, một con cá lóc 200.000 nha các bạn. Ui, nặng lắm luôn con này, chắc phải 1,6 kg á. 1,5 kg sau khi nướng xong cực kỳ to luôn. Mà người ta nướng khéo lắm các bạn ơi. Diễm cầm nặng mà run tay luôn nè. Thực sự phải cảm ơn nhà anh chủ quán rất là nhiều khi mà sắp xếp cho mình một cái chỗ mình ngồi ngay tại đây để cùng với tất cả các bạn thưởng thức một con cá vừa mới nướng xong các bạn. Con cá này là to là cái thứ nhất nha, trị giá là 200.000. Thì ở đây người ta sẽ có kèm ở đây là rau salad nè. Rồi các loại rau rừng á. Tay Diễm là vừa mới rửa sạch để chuẩn bị ăn nè. Đó, đây là các loại rau nhiều loại lắm. Có cả khế chua và chuối chát nữa nha các bạn. Đó. Rồi đây sẽ có một cái dĩa bún nè để cuốn bánh tráng và được một túi rất là nhiều bánh tráng như này luôn nè. Đó, để cuốn. Ngon quá. Đặc biệt là cái chén mắm nêm nữa nha các bạn. Cái món này thì không thể thiếu được một chén mắm nêm. Diễm đói bụng nhất mà hoa mắt cái chén mắm nêm mà nhìn không thấy luôn các bạn. Thật sự rất là đói bụng mà cái mùi thơm á nó làm mình không chịu nổi luôn á. Ở đây là người ta đã pha sẵn rồi này. Đó. Thơm ha. Đấy. Mỗi chén nha. Mỗi người một chén. Đây là của anh Dũng nha. Đây là của Diễm. Hôm nay rất là may mắn luôn á. Được ngồi đây thưởng thức và phía sau mình là cái không khí cực kỳ nhộn nhịp luôn, mọi người đang tấp nập nướng luôn. Còn bây giờ thì Diễm sẽ xẻ cái con cá nha. Cái miếng nó giùm không? Được rồi. Chị bóp cái đầu nó lại đi, chị bóp cái đầu nó lại, chị rút cái miếng. Hồi nãy là bạn hỏi Diễm là chị có cần phụ em cắt ra cho không? Thì đợi đây sẵn là mình sẽ nhờ bạn hướng dẫn cho mình làm sao mà xẻ con cá để ngon mà dễ lấy là ăn nhất nha. 15.000 hả? 15.000. Giảm 20 luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ chờ bạn nha. Em sẽ dùng tay của em nha. Ok ok. À, mình lật con cá lên rồi. Cắt cái đầu ra. Dạ đúng rồi. Không cắt đâu, mình cần dọc theo cái đường sống lưng này nè. Tại con cá này nó mới nướng nó hơi chưa có dẻ ra. Dạ đúng rồi. Mình ăn ra được con cá. Quá nghệ thuật luôn.
Ôi thơm quá, đang nóng bốc khói luôn các bạn ạ. Thịt này. Trời ơi, cá kìa. Dạ rồi, đây. Quá chuẩn vậy luôn. Rồi xíu trả con này 220 nha. Em đùa đó trời ơi. Nhưng mà đúng là người có nghề làm có khác ha. À là ruột là mình đã làm. Dạ em đã làm sạch đó, em chỉ lấy cái mọc nó ra thôi, ruột đó mình có thể ăn được. Tại cá đã rặn qua một đêm rồi cho sạch rồi. Dạ. Chị có thể thử. Chị cảm ơn nhiều nha. Rồi đây này, cái ruột cá mà làm sạch luôn rồi này. Đây, đây là cái bao tử nha các bạn. Ôi, béo ngậy luôn á. Cái này là nếu mà gọi là các anh nhậu thì chắc một lít luôn á. Gái ơi, con cá lóc của em ấy xong rồi anh cuốn ra cho em đem về không? À, dạ. Ủa chứ không phải con này hả? Đâu, con nãy đặt riêng con kia em nướng. Dạ rồi, anh cứ cuốn cho em nha. Vậy mà nãy giờ mình tưởng con này mà Tiếm à? À đây. Thế là con kia mình mang về mình cúng. Coi đúng như rồi. Là hôm nay mình mua 3 con này cúng, còn một con đó mình ăn tại chỗ các bạn ạ. À, tại vì chắc là thấy chờ lâu quá nên là mang cái con này 200 ngàn đó. Bây giờ thì Diễm sẽ cuốn bánh tráng nha. Đó, bạn coi thịt này, siêu dày luôn này. Ôi. Vừa mới nướng xong luôn á nha, khói nó đang còn bốc lên luôn á. À, bây giờ là Diễm trước khi cuốn bánh tráng thì xin phép các bạn là mình sẽ không trước cái thịt xem thế nào. Đó, mời các bạn nha. Cẩn thận xương nha bạn Diễm. Rất là nóng luôn á. Mời các bạn nha. Rất là đã. Mặc dù mọi người nói là cá lóc nuôi thì ăn không ngon này kia, nhưng với Diễm thì khác nha. Cá lóc nuôi thì nó vẫn có cái độ béo và thịt nó cũng rất là chắc luôn á. Kiểu là bao nhiêu mệt mỏi tan biến á các bạn ạ. Mà anh Dũng cũng yên tâm nha. Cái nước chấm này pha rất là vừa vặn, là nó hơi kiểu cay nhẹ thôi chứ không có quá cay đâu. Mình rất là sợ nước chấm cay các bạn. Nhiều khi mình ăn một cái món ăn rất là ngon nhưng mà nước chấm nó cay á, do mình không quen ăn cay nên là nó làm cho mình giảm cái độ ngon rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ thử ngay một miếng. Chấm ngay với cái mắm nêm nha các bạn. Ăn một miếng cá như này này. Vô bạn Diễm ơi. Vô. Chúc mừng ngày thần tài nha. Chúc các bạn là một năm sẽ phát tài. Nói chung là lúc nào cũng là tiền vào như nước, làm mọi việc đều thành công hết nha. Đó, Diễm ăn có cả phần da nữa nè. Nghe là đã tao rồi đó. Cái da nó rất là giòn. Đây, còn đây là miếng cá của mình nha các bạn. Chấm một cái mắm nêm này, để các bạn thấy nè. Đấy. Rất là thơm nha các bạn. Mình quấy cái mắm lên là mình đã ngửi thấy mùi thơm nó rồi. Thịt béo đúng không? Trời ơi. Miếng nạc cá. Nó dai, thơm. Chấm một cái mắm nêm nó đậm đà, nó ngon lắm. Mắm nêm ngon lắm các bạn nhớ mà. Cái này mà cuốn rau sống nó thì tuyệt vời luôn. Đây, mình làm ngay một miếng này nha các bạn. Vô 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 vô. 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 Mời tất cả bạn nha. Trời ơi, đã quá. Đây. Ăn xong miếng này mình sẽ cuốn đầy đủ với rau luôn nha các bạn. Mời các bạn nha. Diễm cảm giác là cái con to á, ăn thịt nó rất là béo luôn á. Mình cứ muốn ăn hoài chưa muốn cuốn luôn á. Ngon ha. Mày nói là quá đã luôn. Bây giờ là tới cuốn với rau này. Ủa? Đợi cá. Mình nghĩ á, ngày mai khi mà các bạn mua về cúng thì các bạn cứ để mở ra rồi các bạn giữ nguyên cái giấy bạc như này này. Khi mà cúng xong á thì mình có thể cuộn cái giấy bạc lại, sau đó mình nướng nóng lại. Nếu có lò vi sóng thì tốt, còn không mình có thể nướng sơ trên bếp ga cả cái giấy bạc như vậy để con cá nó nóng lại thì cuốn mình cuốn nó sẽ ngon, nó thịt nó sẽ thơm hơn. Ở đây Diễm quan sát là người ta cho rau rất là nhiều luôn các bạn ơi. Có cái gì nha. Đây. Ăn cuốn nha. Cá này phải nói là quá nhiều thịt luôn. Đó. Và một lát chua chát lên. Đây là cuốn đầy đủ luôn mình Diễm ạ. Bạn Diễm không ăn bún hả? Không, bây giờ là chưa có bún đâu, cá nhiều quá rồi. Đây, cuốn này sẽ cho anh Dũng nha. À. Cảm ơn Diễm nha. Anh Diễm cuốn sẵn cho mình cái luôn các bạn ạ. Đây. Anh Dũng cứ dùng đi. Đây. Đây là Diễm không
biết rau gì nữa, nhưng mà ăn rất là ngon. Mình cho một xíu đây là giấc cá nè, rồi lá quế nè, xà lách nè, rồi lá cốc, rau rừng, một lá khế, một lá chuối chát, và quan trọng nhất thịt cá. Thêm chua à. Quá ngon luôn. Ở đây là người ta cho một dĩa bún, nhưng mà con cá to quá nên là Diễm không có để bún vô. Mời các bạn nha, quán Dũng nào. Đây của mình đây. Vô. Mời cả nhà nha. Cái không khí mà mình ăn của cái ngày nhân cái ngày vía thần tài á, cảm giác nó cũng hưng phấn, nó thích thú hơn nữa các bạn ạ. Ăn có rau thì mọi thứ nó hài hòa hơn, nó sẽ kiểu không có bị ngán mà mình có thể ăn nhiều hơn. Chảy luôn. Nhưng mà bạn Diễm có nghĩ là ăn hết được con cá này không? Con cá khoảng 1,5 kg các bạn. Chắc không hết đâu. Chỉ nghĩ là con này nếu bình thường một gia đình 4 người ăn hết. Nhưng mà năm nay là có sự khác biệt hơn so với mọi năm nè. Diễm cảm giác là cái nước chấm năm nay nó làm họ làm đỡ cay hơn rồi đấy. Đúng rồi. Đó là cái điều mình thích mà nãy giờ mình quên nói các bạn. Chấm nó không có cay lắm. Có thể là rút kinh nghiệm từ năm ngoái làm rất là cay các bạn. Rồi bây giờ mình ăn cái của mình nha. Để các bạn nhìn này. Trời ơi. Cắn cái này đã luôn. Mời tất cả các bạn nha. Tuyệt vời luôn á. Ăn mà có rau thơm á. Phải nói là hài hòa đúng không? Nó hài hòa và nó thơm cực kỳ, nó ngon cực kỳ các bạn. Ngon quá. Hiện đang dĩa cá này sẵn để mình sẽ cuộn bánh tráng này. Bạn coi thịt này. Rồi, mình tiếp tục chấm cái của mình nha. Rồi cuốn một cái mà có rau thơm mà nó ngon lắm các bạn. Cái này mà thêm xíu bún nữa thì tuyệt vời luôn. À vậy thì bún sao Diễm sẽ làm có bún nha. Nhà không có gì ngoài điều kiện hết, muốn bún là có bún. Ngon mà Diễm à. Vị thơm, vị dai của nạc cá nè, hòa quyện với các loại rau nữa. Nó hài hòa. Quá trời rau luôn á. Bạn nào mà không ăn được với mắm thì mình làm nước mắm chua ngọt cũng được. Mắm kem thì nó đậm đà mà. Ngon quá. À, trong cái nói gì nói nhưng miếng này rất là ngon là đẹp luôn nha. Mà nãy giờ là anh Dũng thật sự là các bạn gì mấy là người quan sát là rất là cực. Hôm nay là đang áo là ướt hết rồi nên là mình sẽ dành một cái miếng chất lượng nhất thế này dành cho anh Dũng nha. Chúc kênh sẽ nhanh chóng lấy được nút vàng nha các bạn. Thấy mọi người cũng rất là nôn nao rồi mà tụi mình cũng nôn lắm các bạn ạ. Còn khoảng hơn 50.000 người nữa là mình đạt 1,000,000 người đăng ký các bạn ạ. Đây miếng này cho anh Dũng nha. Có nhiều bạn bảo là mình mua xe hơi để chở bạn Diễm đi cho tiện, nhưng mà chắc là sắp tới mình cũng chuẩn bị mua bạn Diễm ha. Dũng có bằng lái là sẽ có xe đi nha các bạn. Sắp có bằng này các bạn ạ. Thật ra thì nhiều khi đi đường xa á bạn, mình có ô tô thì đi nó cũng mát mẻ, rồi tâm lý nó cũng thoải mái, nó đỡ mệt hơn á. Thì có thể là làm clip chất lượng hơn nữa để gửi đến các bạn. Lẽ ra là mình đã mua xe được từ trước Tết rồi, nhưng mà cái việc học bằng của mình phải dừng lại do cái tình hình dịch bệnh này Hồ Chí Minh các bạn. 6 tháng liền mình không đi học được. Thì trong thời gian vừa rồi thì mình cũng đã bắt đầu đi học trở lại rồi và chuẩn bị có bằng nha các bạn. Đây. Nè. Thịt con cá nó chắc lắm. Xíu bún nha. Diễm không thích ăn bún lắm đâu, tại vì thịt nó nhiều nên là mình sẽ cho một xíu bún để cho mọi thứ nó đầy đủ hơn. Đó. Cá một con mà phải nói là rất là to luôn.
mình ngồi đây ăn mà đằng sau mọi người đang làm rất là nhộn nhịp, đông vui và vất vả nữa các bạn. Thực sự là cũng cảm thấy hơi có lỗi một chút khi mà ngồi đây ăn, nhưng mà mình đi quay như thế này thì không ăn thì các bạn sẽ không cảm nhận được là nó ngon như thế nào. Rất là cảm ơn quán luôn á, rồi hỗ trợ cho mình hết mình. Và đặc biệt thêm một cái nữa, bánh tráng này nè các bạn, dù là hàng người ta gửi cảm tình theo nhưng mà bánh tráng rất là chất lượng nè các bạn, thấy không, uống nó rất là dẻo này, nó vừa vặn chứ nó không có bị rách, không bị bể, cũng không bị khô. Rồi, vô mời tất cả các bạn nha. Cảm ơn bạn Diễm đã cuốn cho mình cái cuốn rất là ngon và đẹp như này. Bình thường là Diễm cuốn còn đẹp hơn nữa các bạn. Ngon quá à. Ăn xong cái này mà tí nữa mình đi làm một ly nước mía nữa mà, nếu mà là tuyệt vời luôn. Phố đường này là cũng bán nước mía nhiều lắm các bạn. Rồi, đây là cái của mình, mời các bạn nha. Mình ăn xong cái này nữa là chắc là mình sẽ gói con cá đem về thôi. Cứ ngồi đây ăn lâu quá thì nó cũng hơi kỳ các bạn. Ngon quá. Mời các bạn nha. Ngon tuyệt vời. Có một tí khế chua nữa bạn nhớ mà. Có khế chua á. Ngon hơn đúng không? Đúng rồi. Ăn nó giòn giòn mà nó hơi chua nhẹ xíu thôi. Ngon quá. Có thịt cá. À cái bao tử đây à? Người ta làm sạch rồi. Mà nướng cá nhiều, số lượng nhiều nhưng mà họ vẫn làm tinh thế này là phải nói là rất là kỹ rồi các bạn. Mời các bạn nha. Ăn miếng bao tử cá này á, thật sự là thiếu một ly rượu hoặc là một lon bia nó mát mẻ. Nhất là đang nóng cái này nữa. Nhưng mà hơi cao nha. Hơi cao nha. Quá đã luôn á. Cao mình đã. Đây. Chấm cái này nữa là hết cái chén nước chấm và cũng hết cái cuốn rồi các bạn ạ. Mời các bạn nha. Mà ngon quá. Ngon quá. Nói chung là bữa giờ là mình cảm thấy là sự những cái sự khởi đầu từ đầu năm tới bây giờ tới 10 mình thấy rất là may mắn, rất là thuận lợi. Mình nghĩ là nó là một cái sự khởi đầu cho năm nay thì rất là nhiều điều tốt đẹp. Quá trời cá luôn này. Con này bây giờ mình gói mang về mà. Trời. Phải nói là một con cá tuyệt vời luôn. Mình mới ăn hết cái phần lưng đúng của nó. Đúng rồi. Chưa ăn hết một con cá đâu. Này cả gia đình khoảng 4 người ăn một con cá này là vừa. Hoặc là 3 người cũng được. Trời này các bạn coi này. Con cá quá trời luôn. Thì bây giờ mình sẽ cuốn lại. Mình đi ra mình cảm ơn chủ quán. Chủ quán hôm nay đã mình đến thì mình thấy không khí vui nè. Mọi người còn cho mình ngồi đây ăn nữa. Chất lượng vẫn ok chứ chị. Quá ngon đây nhỉ. Thật sự luôn á, Diễm nghĩ là các bạn có cá to thì mua cá to đi, ăn cá to thích hơn. Cá to thích hơn, sở thịt nó dày hơn với lại nó sẽ ngọt hơn. Đúng rồi, chính xác luôn, cho nên là đừng ngại ngần Diễm à. Nếu mà các bạn mày tới đây mua là nếu mà có 200 sẵn, lấy còn 200 đi. Diễm nghĩ là nó sẽ đỉnh hơn luôn á. Và mình có lưu ý cho các bạn một xíu là trong sáng nay khi mà các bạn xem clip này, nếu như muốn mua cá thì phải tới thật là nhanh nha. Nếu không là hết đấy, và năm nào cũng hết rất là sớm, đôi khi còn phải xếp hàng chờ nữa. Buổi chiều là thua nha các bạn. Buổi chiều chờ lâu lắm á. Buổi chiều là nướng mẹ mới rồi. Mình bây giờ là chắc là phải khách đông thế này thì khách phải tới mua chứ đâu có giao đi được hả? Dạ không giao được đâu chị, tại vì nhiều ngày thường thì em có giao, với lại ngày thường em có bán trên mấy app. Ngày thường thì mình sẽ gõ như thế nào để mua? Mình chỉ cần search chung cá lóc nướng ở địa chỉ 44 Tân Quý là nó sẽ ra được quán của em. Số điện thoại của em thì anh có thể quay đi chứ giờ em đọc mọi người cũng không nhớ đúng không? Nó nằm trên này, nó nằm ở một góc đó. Dạ. Hai con cá lóc. Chúc cửa hàng là sẽ năm nay là phát tài nè, và ngày mai là bán có thể là hết sớm, còn ngày thường thì cứ đông khách là được. Em chúc cho kênh của anh chị phát triển sau này và chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe. Em lì xì anh chị là 200. Thôi rồi. Ngày thần tài ăn ngon là được. Đó. Okay, cảm ơn anh chị nhiều. Để mình làm mình lấy con 200. Dạ rồi, gúi cho con một con to nữa kìa. Không, không, anh này anh giữ rồi. Anh này là đâu cái con lúc nãy anh cầm nó rồi. Dạ rồi, em có để riêng một chỗ rồi, em cảm ơn anh nha. Ừ. Đây là bao nhiêu tâm huyết buổi chiều nay là anh dành hết cho con cá lóc mà nướng giùm mình rồi. Anh chỉ dành ưu tiên con cá lóc của em thôi.
Chúc anh nhiều. Năm nay có gọi là nhiều tiền nha. Ok. Phát tài, gọi là phát tài. Chúc hai em cũng có nhiều view, nhiều view. À, nhiều view nhiều là view. Đúng chính xác luôn đó. Quá hợp lý luôn các bạn ơi. Đấy, anh em vẫn đang miệt mài nướng cái này. Hôm nay là nướng xuyên đêm luôn đúng không anh? Đúng rồi, nướng xuyên đêm luôn. Đấy. Nói chung là ăn con to ngon hơn mà anh bán con to anh cũng sướng hơn. Tại lấy tiền nhiều hơn. Anh vui tính quá. Con cá này cũng là con 200 đúng không? To lắm các bạn. À, con của mình luôn. Bây giờ là 5:30 chiều ở Sài Gòn nhé bạn. Và đường Tân Quỳ, Tân Quý vào cái giờ này cũng cực kỳ đông đúc và nhộn nhịp luôn. Đặc biệt là ngày hôm nay là ngày mùng 9 và ngày mai nữa, là một cái ngày mà phải nói là kẹt đường rất là nặng ở đây do mọi người tới đây mua cá. Mình cũng rất là vui khi ngày hôm nay được tới đây để cùng với các bạn khám phá cái phố cá lóc nướng vào chiều ngày mùng 9. Nói chung là mình mua cúng thì mình vẫn dành những cái sự gọi là mình đặt hàng con to để về cúng, nhưng mà tụi mình là với cái công việc là review thì phải tranh thủ là ngồi tại chỗ cố gắng để coi xẻ một cái con cá ra để các bạn có thấy là quyết định là có nên mua hay không, hay là chỗ nào hợp lý để các bạn mua. Thì cũng nhân cái ngày thần tài thì Diễm xin chúc cho tất cả các bạn và những khán giả trên kênh Phạm Dũng sẽ có một năm thật sự là may mắn, làm gì được nấy và tiền lúc nào cũng phải đầy ắp ở trong nhà nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình nha.